làm thế nào câu đấy là em phải giảng, bọn em giảng thì anh bảo anh giảng, người ta anh bảo anh giảng, anh nói với mấy ông này gì? Công không làm vấn đề là gì anh em đang nêu ra đó. Ok thế này, đây nhá. Vấn đề về cộng đồng sáng tạo. Ok thì anh chỉ chia sẻ với em là vấn đề của em giống như vấn đề của anh em ngồi này, tức là chúng ta đang tập trung vào bọn này. Thế còn cái bọn này nó làm nó trá coi chúng ta là gì? Còn cái đội nhà phân phối mà mời về đây này, những ông một hợp tác lại pháp 10 năm trông thấy cực kỳ happy. Người ta cùng với giai đoạn kiếm tiền, có rất là nhiều tiền cũng đã phát. Cho lúc khó khăn người ta nhìn lại anh em người ta nó vẫn còn cái tiền ý nghĩa đó. Và cái câu chuyện chúng ta thay đổi thì chúng ta tạo mạng tầm lần thì họ là có cửa. Tại sao trước anh nói là gì, nhà phân phối nào không gọi là cùng định hướng hoặc không cùng chiến tuyến, không gọi là có thiện chí hợp tác, giải tán thì hợp tác. Thị trường là bao la trong người bán bạn người mua. Mình đi với thằng nào hợp thì mình cùng quyền mình. Đúng chưa? Anh em đau khổ làm gì cái chuyện là tại sao thằng đấy nó chưa làm việc với mình? Thế thôi, tìm cách nào sống. Ok, thì đây anh chỉ chia sẻ thêm thôi. Còn đúng bài toán của em là anh nhìn nhận đấy là cũng khá là chuẩn. Tại sao số nó thấp? 80% anh em mình ăn chỉ dám vào đây. Tại sao hôm trước anh đã nói gì? Chúng ta đào tạo cho đại diện kinh doanh đi bán hàng là tâm thế phải khác, cách làm phải khác. Nếu tâm thế vào kê đơn chỉ nếu mỗi cái đơn 1-2 triệu ấy, chẳng bao giờ lên số được. Tại sao cho ông Lê, ông Tú, ông đi vào ngoài bán 30 triệu thế nào? Bà Hồng con gái Yên Bái tỉnh nghèo rất một người đi bán 10 triệu, tại sao nó bán được? Cho ông đẹp trai nước hoa thơm đi bán đơn hàng, em đi 20 điểm thì vất vả lắm anh ạ. Đây về kê một ngày thì khoảng 3-4 triệu tiền hàng, thậm chí là nó đi nó không bán được hàng và không có trả, nó sẽ phải phủ mưu tại sao làm MCP. Tất cả những cái hàng này mục tiêu làm sao lần này vào chưa được, lần sau vào chưa được, tìm ra nguyên nhân tại sao chưa tiếp cận được khách hàng này, làm thế nào để lại nghe em chia sẻ là em muốn để mà xâm nhập vô cái mảng đó, công cụ đấy không phải là vấn đề là mình chỉ là chỉ mãi cái 3-5 triệu này mà với mô hình của mình một tỉnh đúng rồi, là 3 nhà cái việc của các sản phẩm của 3-5 triệu là sau này anh em đâu có thể nào là sản phẩm anh em vào đây được nè, và các cái điểm kỳ tại các huyện, các trung tâm thị trấn thị tứ chọn điểm ghi ra, chọn mặt gửi vàng đến làm thế nào người ta quan tâm mình, làm thế nào là ký hợp đồng đấy. Cho làm thêm cái này dành cho McQueen, tôi cam kết tài trợ cho ông luôn tiền, bây giờ mình thay cái kịch bản thôi, là vẫn là mình mới rượu cũ nó có thế thôi, nhưng niềm cảm hứng khác, cách làm khác, đúng chưa? Thay bằng cái việc là gì, tôi đến tôi trả cho ông tiền, ông vẫn vừa bảo anh em quỳnh kệ họ sẵn sàng với biển vàng cái thứ. Ok, tôi chọn những điểm McQueen, tôi nói tôi tài trợ cho công tiền hàng tháng liên quan thương hiệu của tôi, yêu cầu ông phải trưng bày đầy đủ SKU bên tôi, sản phẩm mới ông phải giới thiệu ông bán, không được để quầy kệ sản phẩm hình ảnh của tôi bẩn bẩn nữa chứ. Tôi đi kiểm tra em trường tôi trách bẩn hàng quý tôi trừ của ông cũng được kêu. Vậy thì cái này cũng cho cái số, cái này cũng nhờ anh để thay đổi những suy nghĩ của anh em. Ok, mời anh sẽ làm một cái bài, có một cái hướng nhà để anh khẳng định thì công ty đầu tư thì anh em làm rất là thoải mái, chứ không phải giống như hôm trước là lấy hàng là phải đi xin kệ, tức là anh giúp những cái đó để anh em thay đổi vấn đề cái phía sau nhân sĩ. Cái này thì cho các vị đăng ký đi, đăng ký cho anh là bây giờ em có bao nhiêu bằng cách chính sách đưa ra, em cần bao nhiêu kệ đó. Anh nói vậy là phải đi xin nữa rồi. Đúng. À không xin sỏi nha, ở đây nha. Ký mà những cái khách hàng đối tượng 50 triệu á là anh cho anh em cái quyền. Là anh nói có tiền năng. Tôi thấy là anh này 50 triệu một tháng, anh có thể là hơn nữa. Tôi có quyền quyết định. Chứ không phải anh đi xin. Ok, cái đấy thì anh dựa trên cái này. Vì sao anh mới bảo một tháng anh chưa biết được là thị trường của các vị. Những ông nào bán 50 triệu như ông là bán 100 triệu. Thì anh sẽ xin ra ý kiến các vị là đấy em có khoảng cần tương đối kinh kệ cây đạo. Vì em có thêm mấy cái điểm ngon, anh có thể bảo luôn, thì anh sẽ phục vụ. Anh đi xin cho. Đấy. Các vị cũng xin cho, các vị sẽ có quyền cấp. Mà đó là cái chiến lược bên marketing làm mà họ có cái... Mà cái này không phải định hướng năm nay là ấy mà. Mà là đấy, là cái truyền thông kéo đến cái điểm bán nhưng mà còn cái chết marketing này là anh em mình phải ăn quỹ từ product marketing với cả từ đấy ra, từ một số nguồn khác ra. Đúng không, xe bố? Xin chất mặt mình cơ. Ở đây... Tôi đã chia sẻ với anh một chút. Tại sao là giai đoạn vừa rồi là cũng lỗi châu là chưa có nhiều thời gian để chia sẻ với anh em, để anh em mình chưa đồng màu về cách làm, hoặc là trong những cái mình nghĩ mình chưa có những cái mà nó trùng nhau hết, không cần lại về để chia sẻ.
nhau hết được một cái. Và từ anh mong là các em nhìn rõ được định hướng của công ty, sau đó thì action và cách làm của anh em có triển khai ra. Rõ là rõ rồi, tại vì là trong giai đoạn này nó đang có một cái mà khi mình chuyển đổi qua, tức là mình giảm dần cái số lượng khách hàng nhỏ này ra để tập trung vô 20% khách hàng và đóng góp 80% số đó. Ok. Tức là giai đoạn này là anh em phải vừa làm cái độ phủ kia mà phải vừa để tương tác với độ phủ kia. Cái độ phủ kia là cái mình cái gì tìm số và mình lại tìm một tí là đến cái phần sản phẩm anh sẽ phân tích cùng về để em nhìn thấy là mình phủ cái gì, mình chuyển cái gì. Đó, tìm tí phần sản phẩm thì trong phần này thì đoàn thảo luận của hai anh thì mình thấy là cái chi tiết cho MCB là phải làm trước. Đúng rồi, nó làm bên đó là cái nhất mình nói từ phía cái MCB là bao nhiêu nhưng một em mình làm rồi. À, thì anh thì không có nắm cái đó, cho nên anh Châu nắm cái đó. Và trong cái đó thì